Nhà cốc đang làm gì đấy? Nghe nhà lắc đầu à? Quẩy cái đầu là quẩy cái đầu. Nào, nhà cốc nào. Đấy. Rồi, cái gì cũng biết. Lắc đầu tiếp nào. Ấy. Lại lắc đầu à? Lắc cái đầu nó cho sạch gầu. Lắc cái mông là như con công. Đúng không? Ừ. Thế lắc cái tay nào. Lắc cái tay nào. Đấy. Thế lắc cái chân nào. Chân nào. Lắc cả tay lẫn chân. Giỏi nhỉ. Giỏi nhỉ. Ừ. Mai mốt mình đi nhảy nhá. Mai mốt mình làm dancer nhá. Ok. Ok. Thế để Jacob giỏi thật. Cái gì cũng biết. Ừ. Ừ. Cái gì mà ừ. Của nó là vâng. Cái gì đẹp trai. Nhìn đầu mũi to á. Nhìn này, nhìn mắt này, nhìn mắt con này. Thôi. Kỳ kỳ. Nhà cô hôm nay rất nhiều kiểu nha. Nhí, tạo mồm nào. Em ăn cười đi. Nhìn này, nhìn mắt cơ này. Tú. Ơ, nhà có đang ngủ à? Nhà có đang ngủ à? Nhà có đang ngủ à? Giỏi thế, giả vờ ngủ giỏi thế nhỉ. Nào mở mắt mò thôi bạn. Ố, nhà có đang mở mắt gì à? Ờ, mình vẫn ngủ rồi mà. Lại ngủ này, nhà có ngủ này. Giỏi chưa? Mẹ thấy nhà có giỏi không? Hả? Nhà có giỏi quá. Nhà cốt được mấy tuổi rồi? Hả? Hai tháng tuổi. Nha. Con sắp thành tháng thứ 3 rồi đấy nhỉ. Còn 1-2 ngày nữa là con sang tháng thứ 3 rồi đấy. Buồn ngủ quá. Nhà cốt buồn ngủ thôi đi ngủ nhá. Có thì xả nước chưa? Thôi đi ngủ nhá. Đi đi xả nước đây. Xả nước lên tắm đây. Nhìn nha, Jacob đi ngủ đây. Ôi trời ơi. Này con voi con này. Nào, Jacob quay mặt ra cho mẹ xem kìa. Jacob ơi. Mẹ gọi kìa, quay mặt ra kìa. Jacob. Jacob ơi. Quay mặt ra cho mẹ kìa. Con ơi. Mẹ gọi kìa, quay mặt. Ơi. Quay mặt bên này cơ mà. Đây quay mặt đây. Con này thích quay bên đấy à. Nào tổng quất này. Chu. Bỏ cái chân ra. Chu. Người đánh bằng tay thôi, đánh bằng chân đau. Nào. Mày sướng nè. Thằng nào mày sướng nè. Quay mặt sang bên này xem có sướng không nào. Có. Có một có. Quay mặt sang bên này đi nào. Đây quay mặt đây cơ mà. Đây. Đây. Bỏ đây, này nhìn này. Đây quay. Lưng con này. Quay đi. Đấy, giờ cốp ngồi rồi đấy. Thôi rồi. Nhà có bà đang lái xe đấy. Ê sướng ấy, ôi dồi ôi sướng. Con ôm vào không cái xe nó đẩy con đi sướng ngã ra đấy. Mình đang đi trên xe ô tô nhá. Bỏ đua xe bước đẩy đấy. Cái mặt đi đâu đấy. Ờ thôi. Đó. Đó rồi.